Từ đầu tháng 8 đến nay, thị trường phân bón tại Đắk Lắk trên Đà tăng giá với mức tăng từ 7 đến 10.000 đồng một bao. Điều này cũng khiến chi phí sản xuất của người nông dân tăng cao, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất của bà con. Nói chung là cái giá phân bón thì là nó nó cao, bà con làm ăn nói chung là đầu tư là cũng nặng về về cái cái tiền phân bón. Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, người dân có thể tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp đưa phân chuồng, phân hữu cơ vào phục vụ sản xuất, qua đó góp phần giảm chi phí đầu vào, nhất là khi giá phân tăng như hiện nay. Giá phân bón thì thường thường như là vẫn giá cái giữ giá đấy mà khả năng còn tăng lên, bởi vì người ta cứ dựa theo cái, cái cây trồng nên mà người ta bán phân mà thậm chí là phân nhiều cũng không được tốt, nhiều khi trà trộn phân giá phân đấy vào cũng nhiều. Giá phân bón tăng cao cũng là cơ hội để một số kẻ lợi dụng sản xuất phân bón giả, phân bón kém chất lượng vì vậy người dân cần đến những nơi uy tín để mua đồng thời giữ lại bao bì đề phòng khi có bất chắc sẽ có đối chiếu nếu phát hiện vi phạm cần báo ngay cho cơ quan chức năng